chạm mặt quái vật khổng lồ, top những lần Luffy sợ hãi tụt cả quần. Từ nhỏ đã được ông nội Gap chiêu đãi những món đặc sản như là ném vào rừng sâu, thả rơi xuống vực, bay tự do với bóng bay, thậm chí còn chạm tới tận cùng nỗi đau với hàng trăm nắm đấm yêu thương. Tuổi thơ Luffy dù nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng nó đã kiến tạo nên một cậu trai trẻ không sợ trời, không sợ đất. Hay nói một cách ngầu lòi hơn là trong từ điển của Luffy không hề có chữ sợ. Dù vậy cái gì cũng có ngoại lệ của nó nhá. Bố láo bố đời đến mức nào đi chăng nữa, Kulu nhà ta vẫn là con người. Trong suốt hành trình từ tân binh Biển Đông đến ngôi vị tứ hoàng ngày hôm nay, đã có vài lần hiếm hoi Kulu tỏ ra vô cùng sợ hãi, thậm chí có thể nói là sợ đến mức tụt cả quần theo đúng nghĩa đen. Vậy cụ thể thì điều điên rồ gì có thể khiến bên nhà ta phải phát khiếp như vậy? Hôm nay anh em hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu nha. Chạm trán hình bóng quái vật khổng lồ. Trừ bộ ba yếu đuối Nami, Usopp, Chopper ra, phần còn lại của băng mũ rơm đều là những thanh niên cứng chính hiệu, hầu như không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Nhưng có một lần cả băng bao gồm Luffy, Zoro, thậm chí Robin đều hoảng hốt tột độ, thậm chí xem tí nữa đã xón ra quần. Riêng Usopp và Chopper, Nami thì ba hồn bảy vía lìa khỏi xác luôn các bạn ạ. Đó là khi họ chạm mặt những con quái vật khổng lồ cao hơn đến cả mây trời. Để dễ hình dung thì Zunisha là sinh vật cao 35.000m, tức là nó vừa có thể đạp đảo người cá, vừa có thể ngắm đảo trời cùng lúc. Nhưng mà nếu so với đám sinh vật mà băng mũ rơm gặp phải thì chẳng khác nào là chú voi con ở bản đôn cả. Không dừng lại ở kích thước đâu, điều khiến chúng trở nên đáng sợ gấp bội nữa là đám này còn cầm theo vũ khí và vào tư thế sẵn sàng để tấn công cơ. Chỉ với một đấm thôi, đừng nói là Thousand Sunny nhá, cho dù là tổng bộ hải quân cũng tan thành cát bụi. Nói cả buổi, liệu anh em đã nhớ ra những hình bóng quái vật ấy là ai hay chưa? Và đúng rồi, đó thì chính là những bóng của tộc nhân Skypiea được phản chiếu qua bầu khí quyển đấy. Và cũng may đây chỉ là quái vật pha ke thôi, chứ mà là quái vật thật thì băng mũ rơm hiện giờ đã làm đám rỗ đến lần thứ hai rồi. Luffy 9 ngón. Chắc hẳn anh em cũng biết rằng Luffy nhà ta không hề sợ việc bị thương, thậm chí cơn đau đối với cậu cũng chẳng đáng để bàn đến. Nhưng cụt thì lại là một cái câu chuyện khác nhá. Cụ thể thì có một lần sau khi mà kẹt ngón tay vào chai thủy tinh và không cách nào lấy ra được, Kulu đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của anh đầu tàu. Chưa kịp cảm ơn xong thì một nhát búa sắc lạnh lao đến chẻ đôi cổ chai. Luffy sợ đến mức mà xém tí nữa tụt cả quần. Và cũng vì quả sợ như thế nên cậu đã thành công rút ngón tay ra khỏi cái chai đấy. Cơ mà theo con mắt quan sát của xăm soi thì điểm mà Zoro chém không hề dính vào ngón tay của Luffy, cho nên dù Kulu không rút ra thì cũng sẽ chẳng bị thương gì cả. Chẳng qua là cái thanh niên này bị overthinking mà thôi. Đáng buồn cười hơn nữa là sau đó Luffy còn vừa khóc vừa sợ vừa mắng Zoro nữa. Anh em nào chưa xem phân cảnh ấy thì xem lại một lần đi nha. Bị ong đốt. Đến được đảo trời cả bọn phải vào rừng bắt được loài chim phương nam dị hợp. Trong khi Sanji bị đám nhện chôn lên chôn xuống, Zoro choảng nhau với đám dế khổng lồ, thì Luffy lại bị một đám ong đuổi chạy té khói. Cậu hoảng hốt đến mức mà xem tí nữa đã bỏ lại Chopper để chạy trốn rồi, và cũng quên luôn nhiệm vụ là bắt con chim phương nam. Ban đầu xem cảnh này thì mình và rất nhiều anh em khác chắc hẳn đều nghĩ rằng đây là một cảnh mang màu sắc vui vẻ, vì đám ong ấy đốt đầu vãi cả hộ linh hồn ra, ai mà không sợ được không nào. Nhưng mà thực chất thì nỗi sợ ong của Luffy lại sâu xa hơn thế nhiều nhá. Bởi lẽ thì ngày nhỏ khi mà đuổi theo để xin A nhập bọn ấy, cậu cũng đã từng bị đốt đến sưng cả đầu, trông cũng vô cùng thảm hại rồi. Điều đó là mình tự hỏi rằng nếu như mà sau này có một đối thủ dùng Zoan model ong chúa siêu to khổng lồ, thì liệu rằng Luffy có thể chiến đấu một cách bình thường hay không? Dù sao thì trong tận đáy lòng của mỗi người thì vẫn có những cái nỗi sợ thầm kín mà, đúng không nào? Ví dụ như là Zoro thì sợ tiêm này, Sanji sợ nhện này, và đám sâu bọ này. Chắc chỉ có Usopp là không sợ nỗi sợ thầm kín thôi, bởi vì là mọi nỗi sợ của cậu đều bộc lộ ra ngoài cả rồi. Rơi từ đảo trời. Một trong những phân cảnh điên rồ và báo đời nhất của Luffy đó là khi cậu ôm cả bọn nhảy từ dâu với độ cao 35.000m với gương mặt vô cùng hớn hở. Nhìn vào điều ấy thì chắc ít ai biết rằng 2 năm trước đây chỉ rơi từ độ cao 10.000m, tức là chưa bằng 1/3 của dâu thôi,
Nhưng Gulu đã xém tí nữa là xón ra quần rồi. Cụ thể thì sau khi khuấy đảo thế giới ảo tại đảo trời và vét được 3 bao tải vàng, Luffy cùng với các đồng đội quyết định trở về Blue Sea bằng con đường được người dân nơi đây giới thiệu. Cơ mà con đường này là rơi thẳng từ độ cao 10.000m xuống biển anh em ạ. Những người dân đảo trời thì cũng vui tính, cũng chẳng thua kém gì mấy thiên nhiên giang hồ mõm ở trên mạng đâu, khi mà họ cũng không hề bàn bạc hay nói trước với băng mũ rơm về hành trình trở về Blue Sea, khiến cả bọn có một phen hú vía. Riêng về Kulu nhà ta thì dù đã từng rất nhiều lần nhảy từ trên cao xuống rồi, nhưng lần này là cái lần mà cậu sợ hãi nhất đấy. Đôi mắt xém tí nữa còn rơi ra ngoài luôn cơ mà. Và cũng may mọi thứ đã được chuẩn bị một cách kỹ càng hết cả rồi. Sau khi rơi đến một độ cao nhất định thì con bạch tuộc khí cầu sẽ xuất hiện và bám lấy Going Merry, giúp nó hạ cánh một cách an toàn. Thậm chí trong khoảng thời gian rơi ấy thì còn cực kỳ chill, cả băng vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện ăn uống các kiểu nữa. Chỉ có thanh niên Zoro là nằm ngủ như đúng rồi mà thôi. Bên lề một tí thì mình cũng vô cùng thắc mắc rằng con bạch tuộc ấy sau khi mà rơi xuống Blue Sea thì liệu có thể quay trở lại YYC được không? Nếu không ấy, thì đây thực sự là một sự hy sinh cao cả và xứng đáng được ấn một like respect ở nhà. Bị Smoker truy sát. Một trong những cú sốc đầu đời của Luffy là khi phải đối đầu với cơ thể khói của Smoker. Cậu gần như tỏ ra bất lực hoàn toàn và cũng không có cách nào để đánh bại nó. Đơn giản vì khói không thể nào bị khắc chế bằng nước giống như cát của Crocodile được. Vì biết mình bị ao trình cho nên từ trận chiến Lockdown trở về sau, mỗi lần gặp Smoker là Kulu lại sợ hãi như ma đuổi mà bỏ chạy thục mạng. Nỗi sợ ấy thậm chí còn lây qua cho Usopp, Chopper và các thành viên khác. Bởi lẽ tất cả họ đều hiểu rằng đến cả Luffy còn sợ thì Smoker phải là một kẻ cực mạnh mà không thể nào bị đánh bại vào thời điểm ấy rồi. Tuy nhiên đỉnh cao nhất của mọi chuyện là khi Kulu và cậu mũi dài chạm mặt thợ săn trắng tại quán nước San Coffee. Cậu đã hoảng sợ đến mức mà ôm thùng nước vác chân lên cổ mà chạy mà không dám quay đầu nhìn lại. Trông vừa thương vừa hài anh em ạ. Ngoài ra thì trong tất cả những lần chạm mặt khác trước time skip, Luffy cũng chỉ có thể chạy một cách vô cùng hoảng loạn, đúng chất hải tặc bị hải quân truy đuổi đấy. Nhắc lại thời huy hoàng ấy, chắc Smoker hiện giờ sẽ tự hào mà kể với cái đám lính rằng: "Đấy, thấy cái tên tứ hoàng vừa bán hành cho đô đốc ấy không? Trước đây ta đã từng đuổi hắn chạy tụt cả quần đấy." Đối đầu với Mihawk. Dù từng đối đầu với cả ba đô đốc cùng lúc một cách vô cùng máu chiến, nhưng mà có một phân cảnh khiến mình nhớ mãi, đó là khi bên nhà ta hoảng sợ tột độ khi mà phải chạm trán với mắt diều hâu. Khác với đa số những kẻ tầm thường khác, chỉ bị Mihawk nhìn phát là xón ra quần rồi. Luffy lì lợm hơn rất nhiều khi cậu sẵn sàng chạy qua ông, thậm chí là tấn công dù biết kẻ đứng trước mặt là một trong những kẻ mạnh nhất thế giới. Nghe rất bù lao bù lếu, nhưng điều đó là không duy trì được lâu đâu. Khi mà chuẩn bị tung đòn bazooka vào Mỹ Hạnh thì đột nhiên Kulu nhìn thấy hình ảnh đôi tay của mình bị cắt cụt. Điều đó khiến cậu khiếp đảm tột độ và vội thu tay về. Sau đó thì cũng từ bỏ luôn ý định là chiến đấu với con quái vật cầm kiếm này. Đến tận hiện tại khoảnh khắc ấy cũng vô cùng gây tranh cãi nha. Có người nói rằng Luffy khi mà đứng giữa lằn danh sống chết thì đã vô tình đánh thức được Haki quan sát. Người khác lại nghĩ rằng đó là vì Mihawk cố tình truyền hình ảnh và tâm trí của Kulu để đe dọa cho cậu rút lui. Anh em nghĩ sao? Hãy cùng comment bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Chứng kiến sức mạnh của dâu trắng. Một khoảnh khắc nữa cũng diễn ra trong trận chiến Marineford khiến Luffy phải sợ hãi, thậm chí có thể gọi là kinh hãi tột độ, đó là khi mà cụ cậu chứng kiến sức mạnh bá đạo của người đàn ông mạnh nhất ở trên thế giới. Từ trước đến nay, dù đã đối đầu với các đô đốc Thất Vũ Hải cùng với vô số kẻ thù khác, thậm chí nhiều lần bước một chân vào cửa tử, nhưng mà có lẽ Kulu cũng chưa bao giờ thấy một người nào mạnh đến mức siêu nhiên như vậy. Mọi chuyện bắt đầu khi mà dâu trắng bị chặn đường bởi phó đô đốc khổng lồ John Cena, John Giant anh em ạ. Để thị uy sức mạnh của mình, bố già đã dồn năng lực Gura Gura vào hai tay, xé toạc cả một phần của hòn đảo Marineford, khiến tất cả mọi người mất thăng bằng, té sấp mặt lợn bao gồm cả Luffy nữa. Sau khi ngồi dậy, thứ đập vào mắt anh em chúng ta là một khuôn mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng, bất ngờ đến mức mắt chữ O, mồm chữ Ó thấy đúng nghĩa đen. Bởi lẽ không chỉ là Marineford mà cả mặt biển cũng đang bị bố già chia cắt, tạo nên những cơn sóng thần cao tới tận vài trăm mét cơ. Và cũng chính từ thời điểm này, Luffy nhận ra được sức mạnh của mình chỉ là ruồi, muỗi, kiến, gián nếu như mà so với sức mạnh tứ hoàng nha.
Cũng may là khi ấy bố già đang bị thương nên là không tung hết sức đấy. Chứ ông mà dùng Gura Gura ở thời kỳ đỉnh cao có khi mên người ta đã giấm đài trong quần luôn rồi đấy. Những người khiến Luffy sợ. Và cuối cùng trong video, hai nhân vật mà Luffy sợ nhất, không biết anh em đã đoán ra ngay khi mà Samsoi nhắc đến hay không? Và đúng rồi, hai người ấy không ai khác ngoài Gap và Nami. Hãy nói về Gap trước đi. Nỗi sợ của Luffy với ông nội đã được hình thành từ nhỏ rồi. Nó duy trì đến tận thời điểm trước time skip, thậm chí chỉ cần nghe đến tên của Gap thôi. Toàn bộ ý chí chiến đấu của cậu đã biến mất, đến cả dũng khí để chạy trốn thì cũng chẳng có chứ. Cũng phải thôi khi mà từ nhỏ đến lớn, với cơ thể cao su của mình, Luffy cực kỳ trâu bò, với mọi cơn đau thông thường cũng đều giảm đi khoảng 90% rồi. Chỉ riêng nắm đấm yêu thương của anh Hải Quân là thứ mà khiến cậu đau đớn nhất thôi. Gọi là yêu thương thế thôi chứ tỷ lệ cao là thấy ông nội này bắp Haki vũ trang để tẩn thằng cháu đấy. Tiếp đến là Nami, tính cách hung dữ của chị đại thì mình cũng không cần nói quá nhiều, anh em cũng biết rõ rồi đúng không nào. Theo lẽ thông thường mà nói thì đối với một người như Nami mà vừa không sở hữu Haki, vừa không có thể chất quá mạnh thì dù có tung hết sức cũng chẳng khác nào là gãi ngứa cho Luffy cả. Nhưng sự thật thì ngược lại các bạn ạ. Mỗi cú đấm của cô nàng lên cái thằng thuyền trưởng còn đau hơn cả bắp Haki bá vương cấp cao nữa đấy. Điều đó được Oda giải thích là vì từ sâu đáy lòng Luffy rất sợ Nami nên cô mới có thể làm bị thương được cơ thể cao su mà chẳng cần đến Haki thôi. Nghe cũng khá là ảo lòi con cá mòi luôn đúng không nào. Và rồi video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy hay ho thú vị đừng quên ấn cho Samsoi một like, một đăng ký kênh để làm động lực cho mình nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm ba bạn may mắn ở góc comment thôi. Đầu tiên là một bạn giấu tên này. Cho em hỏi bây giờ Tít với Xanh ai mạnh hơn ạ? Cá nhân mình thì vẫn nghĩ rằng Xanh mạnh hơn đấy bạn nhá. Dù sao thì tóc đỏ cũng có thể one hit kit trong khi dâu đen đánh hội đồng lo và vẫn còn chật vật vãi cơ lồi rồi các bạn ạ. Tiếp theo là bạn Xin AC. Anh Samsoi ơi, nếu trận chiến ở Marineford Xanh đến sớm hơn thì sẽ như thế nào? Xanh đến lúc nào thì trận chiến sẽ kết thúc ngay lúc ấy bạn nhé. Thậm chí nếu tóc đỏ tham gia ngay từ đầu thì tổng bộ hải quân đã thành cái biển luôn rồi. Nhân Nguyễn. Theo tôi thấy Kaido mạnh như vậy rồi thì dâu trắng thời đỉnh cao là thực sự khủng khiếp đấy. Điều này thực sự là chuẩn nhá bạn nhá. Dâu trắng thời kỳ đỉnh cao có khi đấm Kaido như con luôn ấy. Sánh ngang với tầm vua hải tặc nó phải khác bọt như thế chứ đúng không nào. Và cuối cùng nếu anh em muốn được lên TV như ba bạn may mắn bên trên thì đừng quên để lại bình luận trước khi mà các bạn rời đi nhá. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo vào ngày mai.